con lợn này phát hiện thân thể mình đã bị chặt đứt. Tệ hơn nữa là, người bán thịt thậm chí còn không tha cho bé rùa của nó. Đầu lợn hoảng hốt, nó muốn trốn khỏi đây. Ánh sáng len qua khe cửa mang đến hy vọng cho nó. Nó cố gắng di chuyển, thế nhưng đã bị lật úp trên thớt, rồi lăn xuống đất. Người bán thịt nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhưng sau khi kiểm tra cẩn thận, ông thấy không có gì bất thường. Đầu lợn nắm bắt cơ hội chuẩn bị trốn thoát. Bây giờ chỉ cần cố gắng chạy đến cửa là đã có thể trốn thoát, nhưng nếu chỉ có đầu nhưng không có chân thì sao? Đầu lợn nhìn xung quanh, đột nhiên một chiếc chân gà bên cạnh đã truyền cảm hứng cho nó. Tận dụng ngay chứ còn chờ chi, nó đã thành công ghép chân gà vào cái đầu của mình. Đầu lợn hạnh phúc, nhưng giây tiếp theo, khung cảnh phía sau cánh cửa không đẹp như nó tưởng tượng. Đây là phòng chứa thịt, các sản phẩm từ thịt của nhiều loài động vật được xếp hàng trên kệ. Quả nhiên lợn vẫn mãi là lợn, thậm chí còn không nhìn tên phòng trước khi bỏ chạy, nhưng may mắn thay nó vẫn còn có kỹ năng lắp ráp. Đầu lợn nghĩ ra một cách, quyết định liều một phen, phép thuật Win, Enchanted, biến hình, tiên nữ Win.